Một trong những cuộc chiến để lại hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, đó là loạn An Lộc Sơn thời Đường, diễn ra trong thời hạn 8 năm và gần 36 triệu người thiệt mạng. Loạn An Sử hay gọi là An Sử Chi Loạn là cuộc biến loạn xảy ra vào thời Đường Huyền Tông, Lý Long Cơ, kéo dài từ năm 755 đến năm 763, do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế trong thời gian nổi dậy. Đây là một trong những minh loạn lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, đã làm suy yếu gần như hoàn toàn triều đại nhà Đường trong hơn 200 năm phồn thịnh. Các sử gia Trung Quốc nhìn nhận loạn An Sử là một cuộc phản loạn điển hình, không hề có chút chính nghĩa, kèm theo đó là sự tàn phá ghê gớm. Loạn An Sử được đánh giá là có độ dã man và vô nhân bậc nhất. Loạn An Sử khiến nền kinh tế Trung Quốc đương thời ở phía Bắc bị tàn phá nặng nề. Nhân dân chịu sự cướp bóc của tất cả các lực lượng quân sự đương thời, không chỉ bên Đường, bên Yên mà cả ngoại binh. Vốn mang bản tính hung hãn của người Hồ, lính kỵ binh và bộ binh Đại Yên tản mát gần như khắp nơi, đánh thành, chiếm đất, phá nhà cửa và cướp bóc. Riêng quận Hồi Hột mà nhà Đường mượn sức đánh An Sử vì được Đường Túc Tông giao hẹn sẽ cho lấy của cải, nên khi tiến vào Lạc Dương đã thả sức giết người, cướp của. Số dân thường bị quân Hồi Hột giết lên tới hàng vạn người. Ngay cả quân đội nhà Đường, nhất là đạo quân Sóc Phương và Thần Sách, trong khi đánh chiếm Lạc Dương, Trịnh Trân chiếm đóng, cũng tùy tiện cướp phá trong 3 tháng, làm cho nhà cửa nơi đây trống trơn. Nhân dân trong thành phải dùng giấy làm áo để mặc. Không chỉ thắng trận, ngay cả khi thua ở Nghiệp Thành, quân triều đình trên đường rút chạy cũng thừa cơ cướp của dân. Những trận cướp bóc của cải trên đất Đại Yên, quân Đường và quân Hồi Hột đều kèm theo giết chóc. Nhân dân không chỉ chết vì đi lính và lao dịch cho các chính quyền tranh chấp, mà là nạn nhân của những lần thắng trận hoặc bại trận của các bên. Khu vực chịu tổn thất nhất là phía Bắc thuộc lưu vực sông Hoàng Hà. Bốn khu vực bị tàn phá nặng nề nhất trong cuộc chiến là Lạc Dương, Trường An, Biện Châu và Trịnh Châu. Lạc Dương sau cuộc chiến được mô tả như cung điện đều bị chỉ còn khoảng 1.000 hộ, đường đi đầy cỏ gai, tiếng xài lang trù ghê rợn. Nếu đi tiếp 1.000 dặm về phía đông thì không còn thấy bóng người cũng như khói nấu cơm nữa. Hoàn toàn là cảnh tiêu điều. Còn khung cảnh kinh đô Trường An sau cuộc chiến, xóm làng vắng ngắt, trăm nhà không còn một. Có tới 70% địa phương trong cả nước bị giảm hộ khẩu đến 90%. Điển hình là Dịch Châu tại Hà Bắc vốn có 44.200 hộ trước loạn, sau chỉ còn 569 hộ, khoảng 1,2%. Thời Đường Huyền Tông, số Phủ Châu có 10 vạn hộ trở lên là 10. Sau loạn An Sử chỉ còn 2 châu là Kinh Châu và Thái Nguyên. Phần lớn dân cư phương Bắc ly tán, nhà cửa bị đốt phá, không còn người ở lại, xương trắng đầy đồng, hàng ngàn dặm tiêu điều. Nhiều người dân còn sống sót cũng phải bỏ nhà, bỏ quê hương ra đi. Nhiều người chết trên đường tha hương. Trước loạn An Sử, triều đình nhà Đường thống kê toàn quốc có 755 được 8,9 triệu hộ với dân số 52,9 triệu người. Sau chiến loạn, dân số còn khoảng 16,9 triệu người và 2,9 triệu hộ. Mức độ tổn thất nhân lực vô cùng lớn, 36 triệu người chết, khiến dân Trung Quốc chỉ còn 1/3 dân số so với trước chiến loạn. Loạn An Sử diễn ra chưa đầy một thập kỷ nhưng ảnh hưởng với vương triều Đường và xã hội Trung Quốc kéo dài nhiều năm. Loạn An Sử thực tế đã vạch ra hai thời kỳ của nhà Đường, để lại hậu quả lớn lao trong lịch sử Trung Quốc.